Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn and happy Easter. Yay! Say yay! Cô chú coi cho em bên em mặc đồ nè. It's Easter morning. Cái gì ngáp rồi. Ok. JD, we have something for you. Daddy, can you go get it? Hôm nay mẹ có quà cho Chay nè nha. Chay ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Wow, ngồi xuống chờ quà coi là quà gì nha. Ngồi im lặng nha. Ngồi im có quà. JD? Chay, coi đây Chay. Ngồi lên đây. Ngồi xuống ba cho. It's called Easter. Can you say Easter? Easter. Yeah. All right. Happy Easter. Ooh, happy Easter. What do you got in there? Wow. Oh, candy. Kẹo. Cái gì nữa? Oh, mermaid. Em bé. Oh, cookie. Oh, wow. Cái gì nữa? Oh, chocolate. Oh. Không ăn nha. Ăn dơ áo nha. Not yet. Not now. What else? Later. What else you get? What else? Wow. Khoái chủ là nhất nhưng mà chưa. No, not yet. Now we're gonna go outside. Đi. Bring this. Bring this. No. Leave that. We gotta have lots of room for new stuff. Rồi bây giờ đi ra ngoài. Đi ra ngoài con cầm cái giỏ này đi. We're gonna go back. Grab this. Okay, now đi ra ngoài. Now you gotta pick up all the eggs and put them in the basket. Hold on. Chờ mẹ ra trước. Rồi đi ra đây. Okay. Yeah. Happy Easter. Yeah. Oh. Wow. Dữ ta. Wow. Đó, chạy đi lụm trứng đó cô chú. Màu pink. Màu blue đúng rồi. Màu gì á? Còn nữa. Đúng rồi. Nữa. Ôi ơi, ở đâu dữ rồi trời. Oops. Rớt rồi. Mà ba chay để cái chỗ chị mà khó lụm vô đây mày lấy cho. Để chị chỗ này sang sao nhỏ lụm trời. Đây nè. Hay để đây. Oh, it looks like you're full. Here. Come empty it out in here. Bỏ trong kia. Empty it out in here and grab more. Đúng rồi, bỏ vô. How can she know? The big giant one. You gotta help her. Look at. Did she look inside her? Elsa Anna? Wow. Chạy lụm trứng đuối luôn. She's real good. Yeah. Đuối luôn á. Oh. One. Tá quả rồi. Two. Three. Tá quả luôn rồi. Giỏi quá. You're full. Here, come empty it out. Trời ơi. Wow, look at all the ones you found so far. Nhiều quá. Keep going. Nào nữa. More. Oh, dưới đó nữa. Oh, dưới đó nữa hả? Candy, đúng rồi. Wow. Đây nè. Đây nè, trong xe đạp con kìa. Oh, Elsa Anna. Okay. Đằng đây. Elsa Anna. Oh, có không? Có. Có hả? Wow. Kẹo. Trời các bạn, bà nhắc thế giỏ. Superman đâu? Wow, Superman đâu? Đâu? Trời ơi, cái gì làm gì khó dữ thì sao nhỏ lấy được tài? Đồ chơi. Oh yeah, are you full? Wow, JD. I found it. You found it. Keep looking, there's more. Check your motorbike. Ooh. Nghĩ sao để tư túc cao gì sao nhỏ lấy tài? Chạy. Yeah. Ooh. Here, check your motorbike, JD. Motorbike now. Why? Which one? This one? No. Yeah. Open. Oh. Now check the seat. Oh, there. Wow.
Wow. Where else? Where else, JD? Where else you got to look? I don't know. Oh, wow. You found more. Ooh, whoa. Wow. You did it. Is there any more over here? Hey, look. You don't see, she said no, she don't see. You got it empty? No. Okay, let's go find some more. Wow, you have so many eggs. Ooh, Keep going. You cold? Where else? Hello. All right, JD, where else? Wow, hôm nay Jay thu hoạch được nhiều trứng quá cô chú ơi. Hi. Oh, chưa. No, we gotta find more. Đi, go that way. Wow, you see some more? Lượm đi, mày xách giỏ ra. Nè, bỏ vô. Wow. bỏ vô. Rồi, more? Nó... Is there more? Here. Oh, wow. Nè. What's that? I don't know. What's that? Ở đâu nữa hả? Oh, wait, look, there's some more eggs over there. I don't know. And then you got a bunch over on the top over there. You see it? No. Okay. No, over here. Đăng ký kìa con. Đăng ký kìa. Ở trong đây có không? Trong... Rồi, không có. Trong đây không có. Đăng ký nữa, để lên. Wow, it's more. Yeah. More. One more. It's too far away. Nè, con cảm ơn mẹ. All right, JD, one last place to check. Check underneath the bucket. Rồi, mở dở cái thùng ra. Whoa! Whoa! That's huge! Wow, all done? Oh, all done. All done, okay, bây giờ vô nè, bây giờ vô nhà. Okay, gỡ let's ra go nè. Inside. Let's go inside. Let's go inside. Whoa. Here, I'll help you. Go inside. Yo. Wow, look at all the eggs you found. Okay, take your shoes off. Take your shoes off. Mở ra đây con. Giỏi. Rồi, đi lên ghế ngồi. All right, let's go over here so we can open it all in a cool place. Rồi bây giờ con mở đi, Daddy gonna help her. Ok. Thôi, cái này khoan mở một chút nữa mới mở. Con you mở. Wanna, you wanna start opening these? Yeah. Rồi, okay. Lên ngồi. Pick one and I'll help you open it and see, we'll see what's inside. This one? You want the big one first? Yeah. Alright, let's see what's in the big one. Để coi trong đó có gì nha. Yeah. Wow! Wow! Yay, let's look at this one. Da. Wow. Okay, which one do you want to open? Cái nào nữa, con muốn mở cái nào you nữa. Want to open this one? Yeah. Okay. Da. Ooh. That. Wow. Mở ra. Mở ra cho trong đó có gì. Wow, kẹo quá candies. Trời luôn. Candies. Stickers. And stickers, yeah. Da 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 da. Giỏi quá. Nào nữa? You want to open something else? No. Nào nữa? What else? What else? And... This rồi, one? Mở cái okay. Đó không? Let's see what's inside this one. Cười đi, Jay. I take it. Can you try to open this one? No. No? Ah! Sticker one. Oh,
more wow. stickers and more candy. Sticker với lại kẹo nữa. Cái này, giờ mở cái này. Oh, you want me to open that one? Yeah. Con nói daddy, please. Say please, Jay, and please, baby. I think yeah? Okay, ready? Yes. Yeah. You excited? Yes. Yeah. Alright. Let's try to open this one. Try. Con tự mở ra đi. Whoa! Wow. Cái gì vậy? Wow, you got a toy. Mm-hmm. Ooh, wow. Easter fuzz. Oh, close. Chơi, mở này, mở này chơi. Open. We'll open all your toys later. Let's open all the eggs. Mở trứng ra trước đi chơi. You want to open the eggs? Đi ra đi. Yes. Here, do you want this one? No. Okay, muốn nào? Muốn này nha. Muốn màu này nha. Muốn mở màu nào? No. Which one? Which egg you want to open next? This. No, that's a toy. Let's không, open chưa. The eggs. Mở trứng ra trước đã. Mở hết đồ chơi ra chơi một lần luôn. Mở này ra nha. Quá trời luôn wow, chơi, quá trời đồ chơi luôn. That's it. Hết rồi, cái này those mở không được. Those are just a decoration. Cái này mở không được, không có gì trong hết á. Yeah, there's nothing in them. Okay, which one you want to open next? Oh, what do you want this one open? No. It's a, look, you want more toys? No, I want. Uh-oh. That was rude. Yeah. Can you say I'm sorry? Sorry. Đúng rồi, giỏi. Okay. We'll play with the toys after. Let's open some more, okay? Yeah. Which one you want next? You want this one? No. No, that's just this one? Yeah. Okay. Please, Daddy. Please. Okay, JD, let's open another one. Cười đi, Jay. Okay. Open it. Không mở đi. A little M. It's a bunny, right? Which one you want to open next? This. We'll open this later. Where you can play with it. You want this one? Yes. Okay. Cười đi chơi. Hey. Cười cái đó cười. Cười thôi. Wow. Wow. Open it. Mở đây. Oh, em nữa. Oh. Xếp em lên, xếp em ngồi lên, ngồi thẳng lên. Which one you want to open next? This one? Yeah. Okay. Rồi cho em ngồi thẳng lên con, cho em say ngồi. Please, thẳng. Daddy. Trời ơi, em màu gì á? Em màu pink. Màu pink. Wow. Rồi để con mở tiếp đây. Wow. Oh, cái gì á? Wow, what is in it? Oh, em bé nữa hả? Oh. Giờ em gì nữa? All right, this one's next. Can you say please, Daddy? Naked. Naked me. Yeah. Rồi, cái đó đó hả? Yeah, naked. You want this one next? Yes. Okay, say please, Daddy. Please. Cười đi, Jay. Please. I said this. What do you think's gonna be in here? Toys? Yes. You think you want to open up the toys? Yes. Okay. Oh. Oh, wow, Jay, hôm nay được quá trời đồ chơi. More toys. Cô chú. Okay, which one you want to open up next? JD, is this the best day of your life? This is all your candy. Yeah, Daddy's candy. Only gonna eat half of it. I want this. You want this one next? Yes. Okay, let's open up this one. Jay, hôm nay có phải là ngày vui nhất của Jay không? Yeah. Chị cười đi. Wow. Rồi, con mở ra đi. Oh, oh cái gì á? Stickers and candy. Kẹo với sticker hả? Wow, có cho bao quy với bình xanh không? Không. Sao vậy? Okay, which next? Mình có quá trời luôn mà mình không cho cái vậy. This? That one? Yes. Rồi, okay. Nói ba, please. Say please. Please. Rồi, con okay. Cười đi con, cười đi. Vui không? Vui. Dạ vui. Dạ vui. Vui cười đi. No. Không mở được mà, con làm đi.
Come on, get it. Oh! Em thỏ nữa. Rớt rồi. Is that another M? Yes. Rồi bây giờ tới mẹ mở cho Trang nha. Dạ. Cháu không mẹ chưa? Con cười đi, con cười đi. Không mẹ mình. I love you. Why'd you wipe your lips, JD? Wow. Oh, did she wipe her lips? Yeah, she wiped her lips after the kiss. Màu này màu gì? Màu green. Màu green, rồi con tự mở đi. Ok. Dạ, giống ok. Wow, em bé nữa. Ooh. Nhiều dữ, tay kia có một bộ siêu tập luôn á nha. Nè. Trời. Đập trứng mà mỏi tay luôn á. Còn quay qua mở cho cô chú. Hey, turn around, JD. JD, get back up. Wow. More toys. More toys. More toys. JD, get back up. Thêm đồ chơi. No, don't worry about it. Yeah. Wow. You were so excited, huh? No, wait until after we open all the eggs. Save this for later. Oh, okay. Này quá trời luôn, mở ra cũng giống nhau vậy. Mở làm chi để mai mốt á. Mai mốt mà chay giỏi thì mẹ cho chay một cái trứng nha. Ok, em có cái này đi. Where's the basket? Give me the basket. Đưa mẹ cái giỏ coi. Rồi mình mở trứng vô. Jady, turn around. Nãy đi lắm, đúng rồi. Rồi, bỏ trứng này vô. Cái này là sticker này, Jay muốn dán sticker này vô đâu? Sticker này muốn dán vô chỗ nào đâu? Dán vô tay con hả? You want a sticker on your hand? Wow, ok, Daddy, show. Rồi, để tay đây. Dán sticker nha. Wow. Nữa không? Rồi, tay bên này. Rồi. Here, turn around so I can see you, JD. Đó. Wow. Ở đâu nữa? Ở dưới này phải không? You want one on your hand? Wow. One right there too. Đó, cho cô chú coi coi. Cho cô chú coi nè. Oh, show everybody. Yeah, cho cô chú coi nè. Đẹp chưa? Quá trời đủ. Wow, you got your toys? Giờ con làm cái gì á? Cất hả? Cất đồ chơi hả? Để dành nha chứ, để dành mỗi ngày ăn một bịch kẹo thôi nha chứ. Đó, con nói Happy Easter chưa? Happy Easter, yay! JD? Wow, quá trời luôn cô chú ơi. JD, what's this? Who's that? Who's that? Yoda. Đúng rồi. Who's that? Minnie. What? R2-D2. Who's that? That's his name. Yeah, that's his name. What's his name? Darth Vader. All right. Jay, con nhìn đôi giới của ba kìa, Jay. Look at daddy's socks. Look at my socks. Yeah, nhìn đôi giới của ba nè, Jay đi. Look at daddy's socks. Look at, she's not here. She don't care. Wow, một xe kẹo luôn. Rồi bây giờ chở kẹo đi bán nghe chưa? Đi bán lại kiếm tiền lời nghe chưa? Ừ. Bán mỗi cái lời được $1 được rồi. Không, để im đó ra đi. Để im đó cất đi. Quá trời luôn. Thiên đường đồ chơi với kẹo luôn. Mai này công nhận lần đầu tiên Ngọc mua trứng gì cho chơi hồi đó đó. Hồi đó có mua năm ngoái nhưng mà chơi trong nhà không có vui gì mấy. Hôm nay lớn rồi nó biết. Can I have this, JD? Can I have it? No. Cho ba ăn bịch kẹo đi. Mermaid. Đúng rồi, nàng tiên cá. Cái thật ra cái phần quà mà cái đầu tiên mà lúc chay khui đó cô chú là của
ông bà của Chay đem qua đó. Hôm qua đó lúc mà ba Chay đang ngồi chơi á thì bà xách cái giỏ để ở ngoài cái cửa đó, xong rồi bà gõ cửa cốc cốc cốc. Cái chồng Ngọc quay ra nhìn thì bà chỉ xuống là cái giỏ này. Rồi cái bà bỏ bà đi về luôn. Is that your whole Easter haul? Chứ không có vô nhà, không có ấy. Trời ơi, bây giờ là trời ơi xuống quá đi thôi á. Đi bán đi. Đi bán đi. Trời ơi tay dán kìa, dán. Oh, thank you. I'm gonna keep them nice and safe. Why you keep it right there? So it's in camera frame. Ờ, cái này của mẹ hả? Con cho mẹ này hả? Sao con biết mẹ hợp với màu này hay vậy? Oh, we all have little babies. Màu hợp với mẹ này Chay nè. Màu xám. Cho ngủ hả? Cho ngủ hả? Im cho em ngủ. Im cho em ngủ. Im cho em ngủ. Ok. Cho mơ mây ngủ luôn đi. Cho mơ mây ngủ luôn đi. Wow, cho mơ mây nằm đây nè. Rồi dán cho bé luôn hả? Well, you putting stickers on the baby's butt? Rồi. Cái ngày Easter hôm nay của Chay đó là như vậy đó cô chú. Từ bây giờ cho tới chiều sẽ bận rộn với tất cả những loại đồ chơi. Thì chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú vào video clip ngày mai của Chay. Bye bye. Bye. Thanks for coming. Chay đi, bye bye. Bye bye cô chú đi Chay. Trời ơi, bây giờ nó dán đầu em đó rồi.